Rồi ạ, quần áo thì mình sẽ đặt hàng tháng từ các nhà cung cấp ở nước ngoài. Sau đó order sẽ mất 2 tháng để về đến kho trung tâm. Được chưa ạ? Đã nhẽ ra đến chỗ này là em phải dừng lại rồi, đến chỗ distribution center ấy là em phải dừng rồi. Tại sao chị lại nói như thế? Bởi vì riêng cái việc mà uh, hàng đi trên nghĩa là đặt hàng là hàng tháng, sau đó mất 2 tuần về kho thì đối với kiểm toán mà nói đối với cả các cái rủi ro có thể thể hiện ở trên các tài khoản mà nói thì cái việc mà takes two weeks to arrive at the distribution center sẽ có một cái rủi ro cắt ọc có một cái rủi ro về mặt thời gian ví dụ em đặt hàng rồi bây giờ đến đúng cái ngày 31 tháng 8 là cái ngày year end đấy thì hàng nó đang lênh đênh trên biển vậy thì ai là người chịu rủi ro liên quan đến cái hàng đấy, không nói chữ rủi ro nữa, không có quỳnh lại lẫn lộn, mà chị sẽ nói là ai là người được ghi nhận nó là hàng của mình, cái ông bán hàng ông có còn ghi nhận không? và mình thì đã được ghi nhận chưa? có đúng không? nếu mà uh, cái công ty uh, michener này ghi nhận nó là hàng hàng tồn kho của mình mà là hàng đi đường, đúng không? mình có tài khoản một năm một hàng đi đường ấy, đấy, thì nó phải phụ thuộc vào cái điều kiện giao hàng, có nghĩa là Mọi người còn nhớ có hôm chị đã share với mọi người cái điều kiện giao hàng rồi đúng không? Nghĩa là nếu như mà cái đơn đặt hàng ấy mà được đặt với ví dụ như là điều điều kiện giao hàng của họ là ship hay phốc thì có nghĩa là tại cái overseas supplier người ta cho lên trên tàu ấy, là người ta hết trách nhiệm rồi. Và mình cái cái công ty Missioner này là phải ghi nhận là hàng đi đường từ cái lúc mà hàng lên lan can tàu ấy. Như vậy thì rõ ràng là trong tất cả những cái lô hàng mà từ 2 tuần trước ngày 31 tháng 8 họ đã phải ghi là hàng đi đường rồi. Thế thì bây giờ có chắc là như thế không? Và mỗi một lần giao hàng thì có thể điều kiện giao hàng khác nhau. Đúng không ạ? Vậy thì cái hàng tồn kho có được ghi nhận đúng hay không? Bởi vì bọn em biết là cái hàng đi đường ấy nó có một cái rủi ro inherent risk rất là cao bởi vì chúng ta kiểm toán viên ấy không nhìn thấy cái hàng đấy tại thời điểm đấy nếu mình có đi kiểm kê bình thường mình đi kiểm kê để mình verify cái tính existence đúng không Thế nhưng bây giờ mình đâu có nhìn thấy hàng đi đường đâu. Đó, vậy thì các bạn cũng sẽ phải nhìn thấy đây là một rủi ro. Thế để dừng ở đây là một rủi ro rồi nhá. Và ừ. cái response của em sẽ là gì? Em sẽ phải kiểm tra tất cả các cái hồ sơ nhập hàng hai tuần trước và hai tuần sau cái ngày 31 tháng 8, đúng không? Để xem ừ. xem là hàng nhập về có 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 lô nào không, một kiểm tra lại bill of lading kiểm tra lại cái điều kiện giao hàng kiểm tra lại hợp đồng, đúng không ạ? Để xem xem mình có phải ghi nhận hay không ghi nhận họ đã ghi nhận đúng hay chưa đúng chưa thế nên chị đoán là nó không đủ là vì mình uh, phân tích chưa hết thôi rồi tiếp này the clothes and then sent to each of the shop in the supplier agreement the clothes đấy đây này trên cái thỏa thuận trên cái hợp đồng ấy thì khi mà nhà nhà cung cấp họ giao hàng thì become the inventory of missioner đúng không ạ? Đấy. Thì người ta chỉ có một cái là on dispatch from the supplier khi mà họ giao đến thôi. Đấy thì mình phải check lại hợp đồng nhá. Rồi check lại các cái điều kiện giao hàng mà nó có rủi ro là cắt off um... Tiếp nữa là the closest advance Cái này vẫn là một em ạ. Vẫn là một một vấn đề thôi nhưng nó chỉ có hai cái câu đầu nghĩa là nếu như mà em em mô tả rủi ro này thì chỉ mô tả là uh, các cái order này thì takes to weeks thế thì thôi rủi ro thứ hai này trong năm thì mua một cái warehouse à đấy mình vừa nói đúng không ạ mua một cái warehouse đây là hai rủi ro này mua một cái warehouse đã là rủi ro kiểm toán rồi bởi vì mua cái warehouse thì bao giờ bởi vì đây là một cái tài sản lớn nên đi kèm với nó sẽ có rất nhiều những cái chi phí đúng không ạ Ví dụ như là chi phí sang tên, rồi là chi phí tư vấn, các cái chi phí đấy có đủ điều kiện để capitalization hay không? The related expense uh, attached with the purchasing a new warehouse, đúng không ạ? Liệu những cái chi phí đấy nó có đủ điều kiện để ghi nhận tăng giá trị của cái warehouse hay không? Thì riêng cái việc ở cứ trong kỳ mà mua một cái tài sản to to thế là đã rủi ro rồi nhá. Và restaurant của mình là phải check lại cái mình phải kiểm tra, mình phải thu thập cái hợp đồng mua, mình phải thu thập cái breakdown of the expense related to the warehouse đúng không ạ? Để mình xem xem là những cái chi phí gì thì được capitalize, chi phí gì thì không được capitalize. Tiếp nữa này, dù do thứ ba này. The old warehouse remain in the non set register although it is no longer used. Yeah. Bởi vì là bây giờ họ không dùng cái kho này nữa và họ cũng không không còn uh, không còn sử dụng nữa. They are considering retaining the warehouse to store excess inventory. There is no longer inflation, but now decision has been made. Nghĩa là cái kho này bây giờ họ không dùng nữa và nếu mà có dùng thì họ dùng để để những cái hàng hóa mà đã không còn uh, không còn bị lỗi mốt, đúng không ạ? Như vậy đây có lại có thành ra là thực ra là hai vấn đề. Một vấn đề là cái warehouse này không dùng nhưng mà vẫn ở trên nó sẽ register thì câu hỏi của chị là người ta có còn khấu hao không người ta có khấu hao cái cái kho này và ghi cái chi phí khấu hao này vào um, báo cáo của mình hay không nếu mà có thì có thể nó làm cho cái cái depreciation expense của em bị overstated đúng không đấy là tiếp nữa nhé. một cái nữa này một rủi ro tiếp theo nữa là nếu như họ chữ trên cái hàng bị uh, lỗi mốt vậy thì những hàng lỗi mốt này ở trên báo cáo đã đã được write down chưa đã được xóa sổ đi chưa hoặc là đã no decision has been made mà đúng không ạ vậy thì mình sẽ phải consider là lúc mà mình kiểm kê là phải kiểm kê cả cái warehouse mà mà không dùng này này để xem xem trong đấy có bao nhiêu hàng hóa và những cái hàng hóa đấy thì no longer fashion thì giá trị thị trường nó như thế nào à, họ đã xử lý trên sổ ra sao có lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hay không Đúng không ạ? Đấy, lại làm cái nữa nhá. Mỗi câu này là một rủi ro luôn đấy. Đây này, cái current excess inventory is stored in shop and so with significant price reduction, đấy, three times each year. Thì nó sẽ liên quan đến chuyện là người ta giảm giá ấy. thì uh, đã lập dự phòng hay chưa? Rồi thế là được mấy cái rồi. Một một là uh, cắt off về inventory, hai là mua thêm tài sản, ba là Uh, kho cũ không dùng nữa Bốn là các cái hàng hóa mà no longer inflation thì sẽ so with significant price reduction Năm là revenue ở tháng 5 thì rất là cao đúng không ạ the director have already been paid an annual bonus on the basis of this and assuming that uh, the sales will continue as budgeted for remaining three years of the year The bonus is included in salaries in the management account. ở đây mình nhìn thấy làm. Nói đến câu chuyện uh, revenue trước là was very high due to sale promotion and discount offer to to customer. cứ cái gì mà bất thường ấy là nó đều có rủi ro kiểm toán hết. Mọi người thấy là nếu như bán hàng mà được nhiều ấy, mọi người bình thường mình nghĩ là bán hàng được nhiều có tốt quá đúng không? Nhưng riêng với kiểm toán viên nhá, khách hàng doanh thu tăng không hề tốt bởi vì mọi người cứ nghĩ nôm na là cái gì mà làm nhiều ấy mà tự nhiên nó bất thường ấy là cũng nghi ngờ cái thứ hai nữa là làm nhiều thì có khi sẽ sai nhiều các bạn cứ hình dung chính các bạn đi ạ các bạn viết 5 tờ hóa đơn thì chuẩn chỉnh để viết được chứ bây giờ các bạn viết một ngày các bạn viết 50 tờ hóa đơn xem ừ, đầu tiên thì tưởng là viết nhiều thì quen tay nhưng thực ra là viết nhiều thì não sai nhiều đúng không thế nên bây giờ nếu như doanh thu mà tăng cao ấy, thì có rủi ro là có sai sót ạ và rằng tăng cao bất thường thì lại còn có rủi ro là 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 không có thật nữa. doanh thu không có thật nữa, đúng không? Thế nên là mình sẽ phải kiểm tra lại cái doanh thu này để đối chiếu với ví dụ như là sales report, đúng không ạ? Đối chiếu với cả uh, cái, cái những cái những cái bằng chứng bên ngoài independent uh, evidence khác để xem là có thực sự là bán được như thế hay không. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải xem thì phân tích ý, bao giờ nói doanh thu đã phải nói đến phân tích nhá. Là phải phân tích xem là cái xu hướng ấy ạ, doanh thu trong những tháng trước như thế nào, có phải là do ảnh hưởng của discount mà doanh thu tăng lên hay không, rồi cái đấy chỉ liên quan đến doanh thu không thôi. Chị cố tình tách ra là bởi vì cái issue tiếp theo liên quan đến cái bonus và người ta đã bảo là bonus này thì sẽ trả hàng năm theo cái budget đúng không ạ? Vậy thì cũng có thể là cái bonus này đang được tính không đúng nếu như doanh thu nhá mà bị overstep thì bonus này cũng bị overstep đúng không ạ? và doanh thu mà người ta cố tình manipulate đi để tạo ra doanh thu ảo thì có nghĩa là bonus này sẽ là sẽ là trả cho những cái khoản không có thật đúng không ạ vậy thì đấy là rủi ro đấy rủi ro kiểm toán về cái chi phí bonus xong tiếp nữa là uh, local legislation requires separate disclosure uh, salaries and bonus in the financial statement thì mình sẽ phải xem xem là cái này thì chị không đồng ý đây là một rủi ro kiểm toán lắm Mặc dù cố tình nói thì cũng nói được là sẽ phải kiểm tra xem là họ đã thuyết minh đúng hay chưa. Nếu mà họ thuyết minh chưa đúng thì mình phải thu thập cái cái bảng tính ấy, uh, giữa salary và bonus xong rồi mình đối chiều với cái thuyết minh ở trên và có tài chính xem là cái thuyết minh báo cáo tài chính thì đã tuân thủ theo local legislation hay chưa. Vậy? Nhưng cái này chị không nghĩ là nên nói mà ở trong cái đoạn này chỉ nói hai thứ thôi là revenue và phần bonus. Dạ thì đã là 6 rồi. Trong năm này thì um, họ có một cái legal case many customer complain that blue dye from popular brand cause skin irritation nghĩa là quần uh, một cái những cái quần những cái sản phẩm quần dài của họ ấy thì bị uh, phai màu hay ạ? Nó gây ra dị ứng ở trên da. Được chưa ạ? Thì đơn giản thôi mình làm gì ạ? the the trousers are still on the sales in shop they have not received any complaint thì mình sẽ thấy rằng là ở đây sẽ có cái rủi ro là có thể là công ty sẽ phải thu hồi cái sản phẩm này đúng không ạ hoặc là phải đền bù hoặc thậm chí là tệ hơn nữa là bị khách hàng kiện ra tòa đấy thế thì mình sẽ phải hỏi cái cái response của mình là mình sẽ phải làm việc với ban lãnh đạo xem là họ sẽ đối xử với cái tình huống này như thế nào và họ có cái động thái gì đã làm gì rồi Thứ hai là họ có làm việc với luật sư chưa? Nếu mà họ làm việc luật sư thì mình sẽ lại yêu cầu là cho mình xin cái các cái văn bản, các cái giấy tờ làm việc luật sư. Đúng không ạ? Thế thôi. The purchase of new White house was financed with a loan that is repayable on 10 equal installment. Chị, chị thấy, không thấy cái này có vấn đề gì lắm. Ngoài chuyện là có thể gây ra cái rủi ro là ở uh, trên báo cáo tài chính thì người ta sẽ làm đẹp báo cáo tài chính để để giữ cái tình hình tài chính nó tốt để, để đảm bảo cái cái um, các cái chỉ số trên báo cáo tài chính ấy đối với ngân hàng thôi còn cái này chị không nghĩ là nó quá rủi ro đâu. Thế chắc bài vẫn còn nữa đúng không? Hết rồi chị ạ. À? À. Đấy thì có một số chỗ thì nó cũng hơi khiên cưỡng, cũng không, không phải là cái nào cũng dễ viết. Nhưng mà về cơ bản là nó không giống các bài mình đã làm rồi mà, đúng không? Mọi người thấy là mình trăm lần làm kiểu provision này rồi chứ. Vâng. À thì chị cho em hỏi chút cái vụ mà cái ở đây có ở trong bài ấy, thì cái vụ mà cái nhà máy họ không sử dụng ấy. Thì ở đây à. cái record của mình là mình hỏi xem là họ có tính khấu hao chưa? Nếu như họ à, đã trích hết khấu hao chưa? Đúng. Nếu như mà họ... Đâu, họ nói rằng là no longer in use nhưng mà vẫn still in the non-cursive register có nghĩa là họ vẫn đang trích khấu hao rồi nha. Nhưng mà nhưng mà ví dụ như là nếu như họ, nếu khấu hao trong pháp đứng thẳng ấy thì có đúng. nghĩa kể cả họ không sử dụng thì họ vẫn trích khấu hao được đúng không chị? Thực ra là đúng ra là họ không sử dụng ấy thì họ phải chuyển cái... Thực ra là em học F7 rồi đúng không? Thì nếu như họ không sử dụng, họ có định thanh lý thì họ sẽ phải chuyển cái tài sản đấy sang thành asset held for sale. Thì không khấu hao nữa. Ừ, dạ rồi ạ. Dạ. Đó. Thế nhưng trong trường hợp này thì chỉ nghĩ là họ biết thế này có nghĩa là vẫn là khấu hao bình thường vì đang ở trên danh mục là tài sản cố định. Đã, em hiểu ạ. Ừ. Chị ơi, em hỏi ừ. là ừ. kiểu legal case à? thì, ừ. thì trong cái trường hợp này khách hàng mà người ta bị uh, kiểu bị dị ứng ấy, thì mình có ừ. cần bồi thường mình có phải kiểu là provision đúng không chị? mình uh, chưa biết chưa có thông tin về cái đó bởi vì bây giờ mới đang em đọc kỹ nhá thì mình ta phải complain thôi chứ người ta chưa chưa kiện đi vậy thì rồi. mình chỉ có trước với đúng rồi và xem xem thử dẫn nếu mà em cẩn thận em có thể nói cho kiểu là để để assess xem whether the provision is uh, necessary to be made Thế thôi chứ còn ừ. mình cũng không chắc chắn bởi vì là Uh, mình cũng có rất nhiều cái giả định ở đây ví dụ như khách hàng bị như thế nếu như mà bị như thế mà người ta chỉ kêu thôi ý, thì mình có thể đền bù đúng không nhưng mà nếu như người ta kiện thì mình phải theo kiện nữa cơ nhưng mà chắc chắn là mình sẽ phải thu hồi sản phẩm này đấy là cái chắc rồi đấy thì mình sẽ phải nói làm việc với cả ban lãnh đạo xem là ban lãnh đạo sẽ làm gì trong tình huống này và cái thứ hai là ban lãnh đạo có làm việc với luật sư ví dụ như đúng ra ấy, thì trong tình huống này họ sẽ phải tính ra là cái lô sản phẩm đấy là bao nhiêu sản phẩm và đang hiện tại đang bán ở những cái store nào uh, phương án thu hồi của họ như thế nào tốn bao nhiêu tiền đúng không xong rồi họ sẽ phải tính xem làm thu hồi từ ngày nào đến ngày nào Phải làm thế nào để để uh, ấy là cái khủng hoảng truyền thông ấy để cho nó không bị lan ra đấy, kiểu kiểu như vậy thì cái đấy là mình phải làm việc với cả khách hàng chơi em ạ dạ dạ thì em muốn hỏi là ví dụ như nếu mà có một số bài mà họ có vay uh, Vay để mà mua ừ. asset thì Cái ừ. cost thì có được xem là Một rủi ro không mà chị? Kiểu... Có yeah. ừ, Bao giờ khi mà họ vay Những cái khoản lớn để mua sắm tài sản Thì bao giờ công ty cũng ở trong một cái trạng thái là uh, Rất là Cố gắng để bà cáo tài chính của họ đẹp Để đủ cái điều kiện để vay Cũng như là tại vì nhá bọn em Cứ practical và em nghĩ thôi bây giờ nếu như bọn em đi vay Thì bọn em sẽ phải làm thế nào Để người ta không đòi mình trước hạn đúng không? thế làm nào để không đòi trước hạn thì mình sẽ phải duy trì một cái trạng thái rất là uh, khỏe mạnh đúng không ạ thì người ta sẽ tin tưởng mình là có khả năng trả nợ đấy và vì thế nên áp lực với và cá tài chính sẽ là người ta sẽ phải duy trì cái 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 các cái chỉ số rất là đẹp đấy ví dụ doanh thu thì phải tăng cao này rồi uh, phải có lãi này vân vân đấy thì cái đấy là cái rủi ro đối với cả kiểm toán là có thể là vì cái khoản vay đấy mà họ có động cơ để manipulate cái báo cáo em cảm ơn chị Ừ. Cái đấy cũng hay gặp lắm đấy Cái, cái khoản vay cũng hay gặp trong thi đó đấy Dạ yeah, dạ yeah. Ok chưa ạ Dạ ok rồi ạ à. Rồi trả lại quyền xe cho chị Để em, em không... Rồi hôm nay chị xe rồi Rồi hôm nay mình học thêm một phần nữa Là Auditor's Report um không biết là vừa may hay không may nhưng mà ở ở phần này ấy, thì mọi người chỉ học về loại ý kiến thôi chứ không học viết ý kiến như thế nào cho nên thời gian nó sẽ rất là rất là sao nhỉ như kiểu hơi hời hợt đấy <laughs> chỉ biết là loại ý kiến như vậy thôi còn không biết là uh, phải viết ý kiến đấy thì nó ra sao cái thứ hai đó là nếu như mà mọi người nhìn vào cái template của một cái auditor's report thì các bạn sẽ thấy là thứ tự nó sẽ từ 1 đến 13 như chị đang share trên màn hình nhá. Thì các bạn sẽ thấy là nó hơi khác với cả cái audit report của Việt Nam. Audit report của Việt Nam thì lại là các phần đầu tiên ấy lại là cái gì nhỉ? Đầu tiên là scope xong rồi đến uh, report về các cái um, quy định responsibility của các bên. Đấy. Sau đấy thì mới đến làm cơ sở ý kiến cái basics for opinion. Xong mình nói opinion đấy, thì mình lại như thế, cái opinion là ở gần cuối cùng nhưng ở đây thì theo ai theo theo asi thì người ta lại viết ngược lại đấy là title title là báo cáo gì đúng không ạ thì bao giờ cũng là auditor's independent report nghĩa là đây là báo cáo độc lập của kiểm toán viên nghĩa là không có liên quan đến kiểu báo cáo nào khác thứ hai là Addressee là người nhận đúng không ạ và chúng ta nhớ nhá nếu mà cái quyền để mà người, in, người viết để là người nhận là ai người nhận của bọn mình sẽ là the investor nhá nghĩa là bao giờ mình cũng phải báo cáo cho cổ đông cho shareholders cho investor chứ không phải là chúng ta báo cáo cho lãnh đạo bởi vì là ban giám đốc ạ à, không phải là người được nhận báo cáo này mà chúng ta sẽ gửi là gửi cho cổ đông Được chưa? ý kiến kiểm toán của tôi là gì nghĩa là nói ngay từ đầu là chúng tôi có ý kiến kiểm toán như thế nào sau đấy bắt đầu giải thích là ý kiến ở trên là được dựa trên dựa trên một cái gì ạ à? cơ sở đúng không ạ đến basis for opinion và các cái vấn đề khi audit matter là các cái vấn đề trọng yếu uh, tiếp nữa là các cái thông tin khác ở trên báo cáo ví dụ như là uh, các cái thông tin cần phải lưu ý khác ạ rồi đến mới đến đoạn tiếp theo mới là cái đoạn mà sẽ copy được từ báo cáo nọ sang báo cáo kia đấy là cái trách nhiệm của ban giám đốc và trách nhiệm của nhớ, those charged with governance và trách nhiệm của kiểm tấn viên đấy ạ thì hai cái đoạn này thì sẽ luôn luôn giống nhau rồi à, tôi lập cái báo cáo này trên cơ sở luật định là gì ví dụ như là tôi làm theo báo cáo này là theo khuôn khổ IFRS hay là khuôn khổ của của VAS của Việt Nam đấy chẳng tại sao để mình đến đoạn ký tá với nhau thế thì mình thấy rằng là ở đây có một số những cái phần mà chúng ta sẽ phải chấp bút và mỗi một lần ý kiến kiểm toán viết ý kiến kiểm toán thể là một lần à, báo cáo nghe là phải viết lại riêng Thật ra, ấy, uh, mặc dù cái, cái môn này rất vô duyên là nó yêu cầu các bạn là đứng ở vai là một manager, manager hoặc là supervisor. Nhưng mà đến phần này thì lại không bắt mình viết ý kiến kiểm toán mà các bạn chỉ thuần túy là các bạn nêu ra loại ý kiến kiểm toán thôi. Nhưng trong khi đó, trong thực tế ấy, thì các bạn, nếu như các bạn ở cái level này là các bạn đã phải viết được ý kiến kiểm toán rồi và câu chữ ý kiến, kiến kiểm toán là cũng đã phải biết được rồi đúng không ạ, cho nên là cái đấy để dành đến môn nếu bạn nào có học tiếp AAA, Advanced Audit thì sẽ biết rồi ạ. Bây giờ mình sẽ xem là các cái loại ý kiến khác nhau hoặc là impact of various issues uh, nghĩa là ảnh hưởng của các cái vấn đề khác nhau ở chế nói report là gì ở đây ạ, ở phần ý kiến vì mình, mình có nhiều loại ý kiến đúng không ạ, cho nên nếu mà chúng ta thay đổi các loại ý kiến thì mình cũng thay đổi cái tên ý kiến này ví dụ như là ví dụ nhá, ý kiến um, chấp nhận toàn phần thì chúng ta sẽ biết đây để chị thử search cho các bạn luôn một cái loại ý kiến ở dưới này cũng có nhưng mà nếu các bạn xem ý kiến ở Việt Nam thì mọi người sẽ sẽ hình dung nó dễ hơn nhá mọi người cũng nên uh, chịu khó đọc uh, báo cáo kiểm toán của Việt Nam một tí tại vì là cũng có nhiều chuyện hay phết đấy ạ ừ. nha ví dụ những báo cáo Đây, mọi người cái báo cáo kiểm toán ấy, nếu như bây giờ mọi người xem thì các bạn chỉ xem được cái báo cáo năm thôi còn nếu mà quý một hai ba quý bốn còn nếu mà mọi người muốn xem báo cáo quý ấy, thì lại không có không có báo cáo kiểm toán đâu ạ nên cà phê đang bị làm sao ấy chị thì bình thường chị sẽ lấy báo cáo ở cà phê ép để cho nó dễ tìm Với mọi người ở lớp mình có trading chứng khoán không ạ? Nếu mà các bạn có trading chứng khoán thì các bạn cần phải đọc vào các tài chính rất nhiều Ờ chị ơi, em hỏng chút là Ôi. em tưởng cái chứng khoán ý, thì ừ. nó một nói chung là cái báo cáo tài chính nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng bởi cái sự lòng tin của 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 người dân vào công ty đấy chứ đúng không chị nhỉ? Thật ra nó như thế này này. Ờ um chứng khoán ấy thực ra hồ sơ chị cũng nghĩ là chị đã rất nhiều năm chị nghĩ rằng là chúng ta những người làm kiểm toán viên thì không thể chuyên chứng khoán được bởi vì mình có một cái nghi ngờ có một cái hoài nghi quá lớn nhưng mà uh, thực ra sau này thì chị hiểu ra một điều đấy là cái mà thông tin ấy mà mọi người để mọi người gây dựng ra cái niềm tin ấy nó lại là từ báo cáo tài chính và rõ ràng là chúng ta thì có lợi hơn người khác ở chỗ là mình biết đọc báo cáo tài chính đấy là thứ nhất cái thứ hai là cái niềm tin của mọi người vào công ty như em vừa nói thì là dựa vào đâu mà dựa vào kỳ vọng nhưng cái kỳ vọng đấy thì lại xuất phát của nó lại xuất phát điểm của nó lại là từ các cái thông tin trong quá khứ đúng không ví dụ nhá mình nghĩ mình ở đây là chị em mình học về kế toán về tài chính học acca học kiểm toán vân vân mình đọc báo cáo tài chính ý, mình có rất là nhiều lợi thế ví dụ chị làm ví dụ như là chị đọc báo cáo của hòa phát chị biết được là tổng nợ là bao nhiêu tổng vay nợ là bao nhiêu, tổng tài sản là bao nhiêu. Thì có một câu chuyện rất kỳ lạ để làm tài sản cố định của họ có một, có một tí thôi nhưng mà tổng vay nợ thì cao hơn rồi đấy thế thì người khác sẽ không nhìn thấy câu chuyện đấy là vô lý nhưng mà mình thì mình nhìn thấy tại sao ví dụ người ta vay nợ như vừa xong bọn em nhìn thấy như cái bài audit risk của mình ý, là người ta vay nợ để người ta để người ta vay nợ là để người ta mua tài sản thế tại sao mà tài sản thì ít mà nợ thì lại nhiều thế thì người ta làm thế nào đúng không ạ có nghĩa là người ta phải vay nợ để đầu tư các cái tài sản khác nữa hoặc là để, để để, để bổ sung vốn lưu động đấy thế thì khi mà mình nhìn thấy như thế thì chỉ có mình nhìn thấy thôi người khác người ta không nhìn thấy đâu thế sau đấy mình mới nhìn tiếp là thế nhưng mà mua mua tài sản thì phải thế chấp bằng tài sản đúng không ạ mình làm kế toán mình biết cái điều đấy rất là thông thông thường thế mà tổng nợ lại nhiều hơn cả tài sản thế thì chắc chắn là họ phải có một cái tài sản gì đó nữa đang thế chấp đúng không ngân hàng phải cầm cái gì chứ cũng chẳng có chuyện ông ngân hàng ông lại rốt đến nỗi ông không thể chấp cái gì thế thì ông ấy thế chấp cái gì thì mình sẽ nhìn xem là ông còn gì thế chấp không ví dụ như nếu như mà mọi người thì nhìn thấy là có thể thế chấp bằng 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 tài sản cá nhân thì chắc chắn có những chuyện những cái ông to như ông phát không bao giờ có chuyện xếp bỏ tài sản vào đâu thế thì làm thế nào thì thực ra mình mới đoán ra là thế thì họ đang thế chấp bằng cổ phiếu thế là bằng một cái phép tính mà mình học từ F3 đấy là lấy tổng nợ trừ đi tài sản đúng không cái phần tranh đấy ạ cái phần đang thiếu hụt đấy ạ chính là phần mà họ họ đang vay nợ và họ khi đấy thì mình có thể tính ngược ra cái giá trị chứng khoán mà ngân hàng ấy người ta đã chấp nhận đúng không thế thì ừ. lúc đấy mình rất đơn giản là mình hiểu là à, thế thì nó có lên xuống thế nào nó sẽ neo quanh cái giá đấy vì, vì thằng ngân hàng nó phải giữ chứ Thế ừ. nên là mình lúc đấy mình nói ở ngoài thị trường nhé Ví dụ giả sử thị trường lúc đấy mà nó thấp hơn Thì mình biết chắc chắn là rồi nó cũng sẽ đưa về cái giá đấy thôi Bởi vì nó đã định giá như thế thì kiểu gì Đội lái nó cũng, không, nó cũng sống chết là nó sẽ đưa về đấy Đúng là như thế thật Nói ừ. chung là cái nhiều biết về báo cáo tài chính của mình nghĩ là rất là có lợi Và em thì biết là mọi người phải biết là ở ngoài kia là bọn nó không có cái thông tin như mình có đâu Mình đọc báo cáo mình hiểu chứ nó không hiểu đâu À. Tại vì là em thì em cũng có tìm hiểu Nhưng mà bởi vì em đang thấy nhau Ví dụ như là em thì em mới tìm hiểu về Vinhome thôi ạ Tại vì ừ. um, như cái thằng Vinhome nhá Với là dạo này là Vinhome đang có tương đối nhiều phốt Thì nhưng ừ. mà giá cổ phiếu của Vinhome vẫn không hề giảm tẹo nào luôn mà Nhưng mà Vinhome là đang bị định giá rất là thấp đấy Hiện tại là PE Em học em học F7 ấy. Em có cái bài tính EPS Đấy thì xong em sẽ lấy giá em chia cho cái EPS trên báo cáo đấy thế là em sẽ ra à em thấy ra PE thì P trong ngành bất động sản hiện tại nhá nó đang các công ty bất động sản khác ấy nó đều đang từ 14 đến 19 thế nhưng mà riêng Vinhome mình đang có 9 thôi đó. Ừ. nhưng đang bị định giá thấp đây kiểu tại, tại vì em em thấy thế nhưng mà giá cổ phiếu của nó vẫn 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 không hề giảm tí nào cả thì em tại vì sao đang... em biết tại sao không giảm không bây giờ cả làng chứng khoán bây giờ đang lên ở như thế thì có thằng giảm đâu đấy mà em thấy cái thằng flc ôi rồi ôi cái thằng này nó chán thế cái chứ lệnh mà dù bảo là mình nó có đẹp hay đâu nó nó cũng cứ thấp thế nhưng mà nếu như mọi người quan tâm đến báo cáo tài chính ấy, mọi người sẽ thấy rằng là đúng cái thời điểm mà ra báo cáo tài chính này này là như là mình biết đọc báo cáo tài chính mà mà mình biết theo dõi các cái các cái biến động trong các báo cáo quý ấy, thì mình sẽ biết trước được là nó có vấn đề gì trong năm và thậm chí là mình học kiểm toán xong nhé mình còn biết được là ý kiến kiểm toán năm tới nó sẽ như thế nào và nó có vấn đề gì tất nhiên ngoại trừ trường hợp những thằng nó quá liều thì chị không nói nhưng mà thông thường thì đã là kiểm toán công ty niêm yết như ở Việt Nam ấy là kiểm toán công ty niêm yết là phải có điều kiện rất là chặt ví dụ như là Ờ, ở ngoài kia hình như có khoảng 200 công ty kiểm toán thì chỉ có 30 công ty được kiểm toán doanh nghiệp niêm yết thôi nhá. Mà trong người đó các bạn biết là có từng đấy cái cổ phiếu trên sàn đúng không? Cho nên các ông đấy chia nhau thì không đấy cũng rất là sợ và rủi ro rất là cao. mình đây là ý kiến, ý kiến này là ý kiến cá nhân. Cho nên là thông thường thì người ta sẽ làm rất là cẩn thận. Đấy, cho nên là mình nghĩa là với cái báo cáo của doanh nghiệp ni biết thì gần như nhất là những ông to mà kiểu đó là big four thì gần như là mình nhìn mình sẽ biết trước được là ý kiến năm tới sẽ thế nào và các bạn biết là theo quy định ý, thì cũng chả phải chỉ việt nam đâu tất cả các nước đều thế nếu mà bị ý kiến adverse nghĩa là ý kiến trái ngược ấy, hoặc là ý kiến disclaimer nghĩa từ chối đưa ra ý kiến thì lập tức là bị hủy niêm yết luôn à. đây, đây nha ví dụ này mọi người nhìn thấy là chị đang share một cái báo cáo của một cái của một cái công ty được chưa? đang được kiểm toán thì mọi người nhìn thấy là thứ tự này rất là khác cái thứ tự mình vừa mới nói đầu tiên người ta sẽ nói là cái scope đầu tiên đúng không ạ chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính này gồm có những cái báo cáo nào đi theo thứ hai là đến phần trách nhiệm của ban tổng giám đốc đúng không ạ đây mọi người có nhìn thấy ở đây kính gửi không ạ là kính gửi cổ đông không ạ ừ, đến không của ừ, hội đồng quản trị không ạ à? à? em không nhìn thấy ạ em à, chỉ nhìn à? mỗi trang cà, phê thôi ạ cà phê thôi ạ thấy chưa mọi người thấy chưa Dạ rồi ạ dạ rồi ạ ok đấy thì đến đầu tiên là đến đầu tiên là đoạn phạm vi này là kiểm toán báo cáo tài chính gì báo cáo tài chính riêng hay báo cáo tài chính hợp nhất sau đấy đến trách nhiệm của ban tổng giám đốc được chưa tiếp nữa là trách nhiệm của kiểm toán viên đấy thì tất cả những cái phần này nếu như chiếu sang đây nhá là theo chuẩn của quốc tế ạ thì nó sẽ là ở cái đoạn ở phía dưới đúng không ạ đây ạ đã bắt đầu là từ đây ạ, từ số 7 8 đúng không ạ? 9 đấy ạ. 7 8 9 là ba cái đoạn đấy. Xong rồi, ở đây chúng ta mới nhìn thấy là ý kiến thấy không ạ? Vì ở đây là ý kiến chấp nhận toàn phần. Cho nên là chỉ có mỗi một câu là theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý. Thế thôi. Vì nó là ý kiến chấp nhận toàn phần nên nó sẽ không có cái đoạn basis for opinion mà nó chỉ có opinion thôi được chưa? còn trường hợp mà báo cáo tài chính mà à quên ý kiến kiểm toán mà lại ý kiến ngoại trừ thì sẽ có đoạn basis for opinion đấy Sau đấy là đây có một cái nữa là vấn đề cần nhấn mạnh vấn đề cần nhấn mạnh là gì đây ạ ở cái trang tiếp theo mọi người sẽ gặp một cái gọi là vấn đề cần nhấn mạnh là emphasis of matter paragraph ở đây trong viết tắt là EOMP này đấy ạ EOMP là các vấn đề cần nhấn mạnh nhé. Emphasis of matter paragraph. Ở đây người ta viết là gì ạ? Như đã trình bày tại thuyết minh số 6. Công ty này chưa thực hiện khi nhận lãi dự thu liên quan đến khoản đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi của công ty Hoa Sen Việt Nam do chưa chắc chắn được khoản lãi đầu tư trái phiếu tại thời điểm đáo hạn. Đây là loại hình trái phiếu chuyển đổi có đảm bảo bằng tài sản kèm theo chứng quyền. Tổng lượng trái phiếu là 250.000 với mệnh giá là 100.000 một trái phiếu kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất áp dụng trong trường hợp chọn chuyển đổi sang cổ phiếu là 0% một năm hoặc 5% một năm trong trường hợp không chuyển đổi sang cổ phiếu. Trường hợp công ty lựa chọn không chuyển đổi thì lãi dự thu sẽ là 4 tỷ cho giai đoạn này. vấn đề cần nhấn mạnh trên không ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán. Nghĩa là người ta có một cái vấn đề mà người ta cảm thấy là không chắc chắn nhưng không nói ra thì sợ là người đọc người ta không biết cho nên là sẽ phải viết một đoạn vấn đề cần nhấn mạnh. Như vậy khi nào thì mình có cái đoạn vấn đề cần nhấn mạnh như thế này? Là khi mà chúng ta cảm thấy uh, có thể có impact đến báo cáo, nhưng mà vì cái độ chắc chắn là có xảy ra không là chưa chắc chắn. Mình đã học qua một cái vấn đề mà mình cũng có cảm giác tương tự như thế, đấy là vấn đề về tính going concern, về tính hoạt động liên tục. Ví dụ như là mình cảm thấy là ông này có hoạt động được không ấy là 50-50%, bởi vì ông này ông ấy cũng nghèo này ông ấy không có tiền này nhưng bây giờ ông lại có một cái lời hứa từ cổ đông là sẽ tiếp tục uh, tiếp tục hỗ trợ đúng không ạ thế thì chúng ta sẽ phải đưa ra cái vấn đề này là ví dụ như là chúng tôi thì nhận thấy là có các cái dấu hiệu là uh, nợ ngắn hạn đang lớn hơn tài sản ngắn hạn rồi bị lỗ dòng tiền bị âm tuy nhiên thì cổ đông ví dụ như là cổ đông lớn nhất của công ty chiếm bao nhiêu phần trăm cổ phần đấy thì đã có cái cam kết là sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính để công ty có thể tiếp tục hoạt động liên tục. Đấy, thế thì chúng ta sẽ đưa vào vấn đề nhấn mạnh, chứ chúng ta cũng không thể nói rằng là uh, họ không hoạt động được, đúng không ạ? Giống như ở đây, kiểm toán viên cũng không thể bắt là công ty này phải ghi nhận cái lãi sự thu này được, không bắt luôn, bởi vì đây là trái phiếu chuyển đổi, nhớ người ta lựa chọn chuyển đổi thì sao, đúng không ạ? Nhưng mà người ta mà, nếu người ta không lựa chọn là chuyển đổi thì rõ ràng là báo cáo tài chính đang bị understate đúng không ạ? đang bị đang bị âm đúng không ạ? À, xin lỗi đang bị ghi thiếu đúng không ạ? Đấy, thì mọi người sẽ nhìn thấy là tại sao chúng ta cần xem cái báo cáo tài chính để nhìn thấy loại ý kiến. Thì ở đây chị đang giới thiệu mọi người một một loại ý kiến, đây là ý kiến chấp nhận toàn phần đúng không ạ? Nghĩa là đồng ý với cả báo cáo của khách hàng. Ngoài ra thì mình còn có thêm một cái gọi là vấn đề khác other key audit matter. Vấn đề khác là vấn đề mà tôi cũng muốn nói ra nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến ý kiến của tôi cả. Nhưng mà vì nó là một cái vấn đề không liên quan thì tôi vẫn đưa vào phần vấn đề khác. Ở đây chỉ nói một cái chuyện đấy là năm ngoái là người khác kiểm, kiểm toán thôi. Đúng không ạ? Để cho người ta biết. Đấy ạ. Thì đấy là một kiểu ý kiến kiểm toán mà các bạn có thể nhìn thấy. À, một kiểu ý kiến kiểm toán khác. này ạ. Đây, đây, đây mọi người xem nhé. Đâu nhỏ nó chưa là nốt ra thằng này nó bị ngoại trừ. Ok, chưa tìm được. Thằng này có một năm nó bị ngoại trừ nhưng chị không nhớ là năm ngoái hay năm kia. Rồi, đấy, thì đại khái là mọi người sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta nhìn thấy cái basis của cái báo cáo ấy, nó sẽ đi qua cái phần như vậy. Ở đây mình sẽ xem thêm là Đi thi thì người ta sẽ yêu cầu mọi người là chúng ta không bao giờ bị hỏi là ý kiến này là ý kiến gì. Ví dụ người ta đưa ra một cái đoạn như chị vừa mới đưa ra xong hỏi đề kiến gì, không ai hỏi dễ thế cả. Mà người ta sẽ gắn tại vì đây là cái bài tiếp theo của bài hôm trước mình học ấy ạ, là người ta gắn vào một cái accounting issue một cái vấn đề về kế toán xong rồi người ta hỏi là các bạn sẽ làm những thủ tục gì? Cái đấy quen rồi đúng không? Substantive procedures của các bạn gọi quen rồi. Tiếp theo đấy người ta mới nói là Thế nếu mà các bạn không làm được cái thủ tục đấy Hoặc là người ta không đồng ý thực hiện cái thủ tục đấy Thì làm sao? Đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ phải đi qua là Một là các bạn phải point out ra cái accounting issue đấy Các bạn xem là nó có trọng yếu hay không Đúng không ạ? Xem xem là uh, nếu như không điều chỉnh Thì nó ảnh hưởng đến những cái tài khoản nào Ảnh hưởng thế nào Đúng không ạ? Để chúng ta xem xem là Ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán như thế nào Đây nhá bây giờ mình sẽ xem các cái loại ý kiến chúng ta sẽ phải học ờ, loại ý kiến đầu tiên là loại ý kiến mà mình ăn modify có nghĩa là đồng ý luôn không phải điều chỉnh gì nghĩa là mọi người biết là khi mà đi làm kiểm toán ấy, những cái năm đầu tiên mới đi làm kiểm toán thì eu thích có một toán điều chỉnh lắm ấy nên nếu như đi làm đi làm mà cứ khách hàng phát hiện khách hàng sai cái gì á mình sướng lắm bởi vì kiểu mình phát hiện ra mà phát hiện ra họ sai ấy, thì rất là vui nhưng càng nhiều năm đi làm thì mọi người sẽ càng rơi vào một cái trạng thái là em chỉ mong người ta không sai cái gì thôi. Ấy. Để mình không phải điều chỉnh gì cả. Vì như thế là không phải tranh cãi, không phải gì hết. Và ý kiến của mình cũng sẽ là ý kiến unmodified opinion. Unmodified opinion có nghĩa là cái báo cáo tài chính mà họ chuẩn bị là mình đồng ý toàn bộ, không có ý kiến gì hết. Và mình công nhận luôn, nó là true and fair được chưa? Nhưng bên cạnh ăn modify thì mình còn có một loại nữa đấy là ăn là modify opinion. Nhưng kể cả là modify nếu như họ điều chỉnh xong mà cái báo cáo được đúng thì mình gọi nó là báo cáo unqualified opinion. Thì thế nên là unqualified dịch ra tiếng Việt được gọi là báo cáo chấp nhận toàn phần. Nghĩa là độ tốt nhất thì là nếu như ăn modify là 10 thì ăn qualify cũng được 9 rồi, đúng không ạ? Nghĩa điều chỉnh xong thì cũng đúng. Đấy ạ thực ra gọi là true and fair không có nghĩa là toàn bộ cái báo cáo đấy không có vấn đề gì cả mà là những cái vấn đề còn tồn tại trong báo cáo thì nó không trọng yếu ạ và chúng ta có thể chấp nhận được cái ở uh, mức độ đấy thứ hai nữa là đến cái loại là uh, dưới 9 điểm thì đến cái loại là bây giờ nếu như mà tôi uh, sửa một chút đúng không ạ thì thì nó nghĩa là nếu như tôi nhìn thấy vẫn còn có sai sót nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng đến một vài tài khoản thôi, đúng không ạ? Thì nó được gọi là tại được gọi là báo cáo qualified opinion. Qualified opinion là những cái báo cáo mà chúng ta ngoại trừ. Được chưa ạ? Ngoại trừ một khoản mục nào đó. Một cái điểm một cái nữa bắt đầu tệ hơn nữa là đến báo cáo mà chúng ta từ chối đưa ra ý kiến. Được chưa ạ? Từ chối đưa ra ý kiến có nghĩa là bởi vì tôi bị giới hạn, tôi không biết được là đúng hay sai, cho nên tôi từ chối đưa ra ý kiến và cái loại cuối cùng là tệ nhất thì đấy là báo cáo adverse là báo cáo trái ngược nghĩa là chúng ta nói luôn là cái báo cáo này không trung thực và hợp lý đấy ạ à, thì thứ tự là chúng ta sẽ có lần lượt là unmodified, unqualified đúng không ạ sau đến qualify là ngoại trừ adverse và disclaimer nó nó hơi khác về cái tư duy về mặt từ ngữ một tí vì theo như mọi người học ấy mọi người hay hiểu là qualify là cái gì tốt nhớ nhá nhưng bây giờ ở đây với kiểm toán ấy, thì qualify lại có nghĩa là không tốt qualify thì còn gọi là ý kiến except for có nghĩa là ngoại trừ còn cái ý kiến unqualify ấy, thì là ý kiến chấp nhận toàn phần mọi người nhớ mấy cái tên này những cái này học thuộc ạ đừng có nhầm tại vì rất nhiều bạn lại nhầm các loại ý kiến này đây mọi người nhìn này unmodified opinion À, auditor sẽ kết luận là báo cáo này là in accordance with applicable financial framework là ừ, trung thực hợp lý. Đây họ sẽ viết thế nào ạ? In our opinion the financial statement present fairly in all material respect. Yeah. or give a true and fair view. Thấy không ạ? Present fairly hoặc là give a true and fair view cũng có nghĩa là theo ý kiến của chúng tôi thì đại ví dụ như vừa nãy mình vừa nhìn thấy báo cáo của một ông Việt Nam cũng viết như thế cái này là từ ngữ là chuẩn mực rồi nên là không có ai sẽ em cũng biết như thế ạ đây ai của anh Lâm này đây mọi người nhìn thấy này theo ý kiến của chúng tôi báo cáo tài chính riêng đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu thấy không ạ Đấy, thì người ta sẽ viết như thế này. Đây là báo cáo unmodified và unqualified cũng sẽ viết như thế này. Tiếp này, bây giờ đến ý kiến, dạng ý kiến là qualified. Chị sẽ phải share một cái. Sorry mọi người là gần đây cái cái bút của chị nó bị chết rồi. Nó mới bị từ khoảng một tuần nay nhưng mà chị, tuần này chị vẫn qua chị tra sửa được. Rồi chị sẽ viết ra word vậy. chị sẽ cái cái tình huống thứ nhất nhá tình huống thứ nhất là chúng ta có um, có một cái accounting issue đúng không ạ có một cái audit issue nhưng audit issue này chúng ta bất đồng với cả disagreement with customer đây là tình huống đầu tiên là có một vấn đề gì đấy ví dụ chúng ta tính ra là phải tính khấu hao ra từ này tiền nhưng người ta cố tình không tính khấu hao hoặc là các bạn uh, kiểm tra tài sản cố định, các bạn phát hiện ra là không đủ điều kiện để capitalize, đúng ra phải ghi nhận vào chi phí, đúng không? Thế nhưng mà người ta lại ghi vào tài sản chẳng hạn, đấy. Có một issue và disagreement, thì việc đầu tiên, bước một là mình sẽ phải xem xem là assess the materiality of the issue. Chúng ta sẽ phải xem xem là cái issue đấy, cái vấn đề đấy nó có trọng yếu hay không? trọng yếu hay không là tính thế nào các bạn sẽ tính xem là nó có bằng các cái mức pm threshold của mình hay không đúng không ạ và nếu như mà nó lớn hơn những cái mức um, trọng yếu mà chúng ta đã tính ở hồi planning đấy thì có nghĩa là bây giờ tôi sẽ phải phải điều chỉnh nó nhưng mà tôi đưa ra quốc tế điều chỉnh rồi nhưng mà khách hàng người ta không đồng ý người ta không điều chỉnh đấy thì tôi gọi là disagreement tiếng việt mình gọi là bất đồng xử lý kế toán nhớ chưa ạ bất đồng xong rồi thì sao ạ? Vì đây là bất đồng xử lý kế toán cho nên các bạn sẽ phải đánh giá the impact of the audit issue to the financial statement. Thế nên các bạn sẽ tính ra được cái câu chuyện là nếu mà họ điều chỉnh điều chỉnh nếu mà tính cái nếu mà không ghi nhận cái chi phí đấy vào giá vốn của tài sản thì PNL sẽ bị ví dụ như là thì chi phí bảo dưỡng sẽ tăng thêm một khoản 2 tỷ và Uh, lợi nhuận cũng sẽ giảm đi một khoản 2 tỷ tương ứng đúng không ạ Đấy, mình sẽ phải tính đến cái ảnh hưởng của nó đến financial statement và bước 3 là mình sẽ quyết định làm ý kiến opinion ý kiến của mình là gì đúng không ạ ví dụ như trong tình huống này thì ý kiến bởi mình được thứ nhất này là disagreement nhá thứ hai là nó trọng yếu nhá thì auditor's opinion lúc này sẽ là qualified opinion hay chỉ còn hay viết là except for. Tại sao lại có chữ except for? Except for là bởi vì cái câu mà kiểm toán viên viết sẽ là except for the uh, ví dụ như là maintenance uh, cost which is capitalized in the new warehouse đúng không ạ? Đấy. Trừ cái chi phí đấy ra, trừ cái khoản mục tài sản cố định ra thì các cái khác vẫn chung thực và thì vì nó chỉ ảnh hưởng có mỗi đến cái khoản mục đấy thôi. Ok chưa yeah. ạ? đấy là tình huống thứ nhất này, tình huống thứ hai là vẫn là cái đó đi siêu như thế, đúng không ạ? và nó vẫn là disagreement như thế, lý do vẫn là disagreement nhưng mà bây giờ uh, tôi đánh giá cái materiality thì nó lại trọng rất trọng yếu, đúng không ạ? đến nỗi mà tôi nói nó là materiality and pervasive materiality and pervasive đây là cái impact on the financial statement um, materiality and pervasive có nghĩa là gì nghĩa là không những chỉ là trọng yếu mà còn lan tỏa nữa ví dụ uh, họ làm gì sai đến mức độ như thế nhỉ à ví dụ như là rõ ràng là cái báo cáo tài chính này như là cái tình huống mà chị đã kể với các bạn là khi mà chị đi kiểm toán ở Bắc Giang ấy thì có cái công ty mà họ đã bị rút giấy phép đúng không ạ? rõ ràng là họ đã có văn bản bị rút giấy phép rồi thì họ không thể hoạt động liên tục được và mình cũng đã biết cái văn bản này rồi nhưng mà họ nhất định họ vẫn cứ lập báo cáo theo kiểu hoạt động liên tục đấy, kệ kiểm toán viên muốn làm gì thì làm. thì mình là ảnh mình tính toán cái ảnh hưởng đấy như thế nào ạ? Nên là cái việc mà bây giờ họ cố tình lập báo cáo tài chính dưới dạng hoạt động liên tục ấy là nó ảnh hưởng đến tất cả các tài khoản ở trên báo cáo không phải chỉ là một tài khoản hay mình nói rằng là nó có tính lan tỏa đúng không ạ trọng yếu thì đã đành rồi nhưng còn lan tỏa nữa đúng không thì lúc này cái audit audit opinion của chị sẽ là adverse là ý kiến trái ngược được chưa thế thì đến đây thì mình đã có thể tóm lại với nhau đấy là hai cái tình huống để dẫn đến cái nguyên nhân nào thì dẫn đến cái gì? Chúng ta có hai tình huống bắt nguồn từ nguyên nhân là disagreement. Nói lại nhá. Nếu như disagreement thì nó sẽ có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là nếu như cái issue đấy chỉ trọng yếu thôi thì tôi có ý kiến là qualify opinion, ok chưa? Tình huống thứ hai là cái issue mà disagreement để nó quá to đến nỗi mà nó vừa materiality nó vừa pervasive thì tôi sẽ làm gì ạ? Đưa ra ý kiến là adverse, được chưa? tiếp này với cái tình huống của một cái audit issue nhưng lý do không phải là disagreement mà lý do của tôi lại là limitation on scope limitation on scope có nghĩa là tôi bị giới hạn phạm vi đúng không ạ nếu mà impact on the financial statement của tôi là materiality nghĩa là nó trọng yếu không trọng yếu tôi không nói rồi nhá nhưng ở đây là trọng yếu được chưa ạ thì lúc này audit opinion của mình sẽ là Qualified Opinion Except for chưa? Có cái gì giống ở trên ạ à? Nó giống ở trên, ở chỗ là nó cứ Materiality Nó chỉ trọng yếu thôi Thì nó sẽ là ý kiến Qualified Bất kể là nó là Disagreement hay là Limitation on Scope Mặc dù là câu chữ thì nó sẽ khác nhau Nhưng mà nguyên nhân thì nó sẽ giống nhau ạ à? Đấy chưa? Tình huống thứ tư là nếu như tôi có audit issue mà là limitation on scope nhưng impact on the financial statement là materiality and pervasive thì audit opinion của tôi sẽ phải là disclaimer từ chối đưa ý kiến. Được chưa? Đấy ạ. Đấy ạ. Ví dụ tình huống nào thì tôi có limitation on scope, materiality và pervasive. Ví dụ như là bây giờ các bạn đi làm xong rồi có một cái sự kiện sau kỳ là công ty đấy người ta bị cháy. Thế nhưng mà mặc dù là người ta vẫn hoạt động tiếp đấy nhưng mà ta, lúc mà bị cháy ấy, thì người ta bị cháy hết tất cả sổ sách kế toán ạ. Thế bây giờ mình vào làm kiểm toán một sổ sách cháy hết thì mình làm nào? Thấy không ạ? Mình không có tài liệu gì để để làm, không có chứng từ gì để kiểm tra. Thế nên tôi nói là tôi bị limitation on scope. Đúng không ạ? và vì thế tôi phải từ chối đưa ra ý kiến thôi đấy ạ còn nếu mà trường hợp mà các bạn gửi thư xác nhận chúng ta học thủ tục gửi thư xác nhận rồi nếu mình gửi thư xác nhận đi mà người ta không nghe một vài những cái thư xác nhận không quay lại nghe không nhận được thư trả lời đấy cũng là limitation on scope limitation on scope được hiểu là chúng ta bị giới hạn phạm vi kiểm toán chúng ta không thu thập đủ thông tin đúng không ạ nên là chúng ta bị giới hạn phạm vi thì trong trường hợp mà gửi thư xác nhận không nhận lại đủ thì nó chỉ ảnh hưởng đến tài khoản phải thu thôi đúng không? Nên là chúng ta sẽ chỉ có ý kiến là qualified except for. Chúng ta ngoại trừ các khoản phải thu bởi vì do chúng tôi không nhận được thư xác nhận và đã làm các thủ tục thay thế nhưng không thể chứng minh được thì chúng tôi chỉ ngoại trừ hàng tồn. À quên khoản phải thu thôi. Đấy ạ. Hoặc là người ta kiểm kê rồi nhưng mà các bạn không tham gia kiểm kê, à, hoặc là các bạn không thu xếp để tham gia kiểm kê hoặc là các bạn à, thế nào nhỉ? ký hợp đồng kiểm toán sau ngày kiểm kê đấy ạ à, tất cả những cái tình huống đấy cũng dẫn đến limitation non scope nhưng nó chỉ ảnh hưởng đến một một hai tài khoản thôi nó không có tính lan tỏa có như chị vừa nói ạ à, ví dụ như người ta bị cháy mất hết cả sổ sách kế toán hoặc là bị uh, ngày xưa mọi người còn hay làm kế toán bằng excel ấy ạ à. thì sao bị mất cái file đấy đấy thì đấy là limitation on scope đúng không ạ thì lúc đấy chúng ta sẽ đưa ra ý kiến là adverse thì đấy chị chị dùng mấy cái case này để tóm tắt để mọi người hiểu là khi nào thì các bạn có ý kiến nào và cái phần này mọi người phải phải nhớ đấy rồi ạ đây ạ mọi người xem một cái ý kiến qualified opinion nhé yeah. qualified opinion này. in our opinion except for the effect of the method described in the basis of qualified opinion. Đấy. Trừ cái vấn đề mà tôi mô tả ở phần basis for qualified opinion, phần cơ sở kinh nghiệm toán ra, thì báo cáo tài chính vẫn trình bày trung thực và hợp lý. Thấy không ạ? Thế thì cơ sở như thế nào? Đây, ví dụ nhé. Cái hàng tồn kho của công ty đang được ghi nhận trên báo cáo là xxx đồng. được chưa? Tuy nhiên thì ban lãnh đạo chưa trình bày hàng tồn kho ở cái lower of cost and net realizable value mà chỉ nghĩa là không so sánh với net realizable value mà chỉ ghi nhận là at cost thôi. Thấy không ạ? Và vì thế, nghĩa là ở đây là chúng ta đang bất đồng xử lý kế toán đúng không ạ? Chúng ta yêu cầu là phải lập dự phòng nhưng mà người ta bảo người ta chỉ ghi nhận theo cost thôi. Người ta không lập dự phòng. Đấy ạ. Thì ở đây mình phải nói này nếu mà trích lập dự phòng, nếu mà so giữa lower of cost và net realizable value thì sẽ phải write the inventory down to the net realizable value tương ứng hàng à, giá vốn sẽ phải tăng lên một khoản được chưa? Income tax, net income and shareholders and equity would have been reduced và tương ứng thì chi phí thuế này, lợi nhuận này và vốn này cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy ạ. Thế thì trong cái ý kiến qualify mà do cái lý do là tôi um, bất đồng xử lý kế toán, bao giờ tôi cũng phải nói đến impact nhé Tôi cũng phải nói đến cái ảnh hưởng của ý kiến đó, ảnh hưởng của cái issue cái vấn đề đấy đến báo cáo tài chính là những con số nào và những tài khoản nào bị hưởng. Ok chưa Đây là ý kiến adverse này. Adverse thì không có gì này. In opinion because of the significance of the matter discussed in the basis of a opinion program, the consolidated measurement do not present fairly. Thế không ạ? Đã là ý kiến ngược trái ngược thì tôi nói luôn là vì ảnh hưởng của những cái vấn đề đã được nêu ở trong phần ý kiến à, cơ sở ý kiến kiểm toán thì báo cáo tài chính này không trình bày trung thực và hợp lý. Được không ạ? đấy là ý kiến first nhé nhắc lại adverse sinh ra là bởi vì chúng ta có bất đồng xử lý kế toán có disagreement và cái ảnh hưởng của nó lên báo cáo là material and pervasive nghĩa là nó gì ạ nó lan tỏa dạ ý kiến uh, disclaimer ý kiến từ chối đưa ra ý kiến khi nào tôi có ý kiến từ chối đưa ra ý kiến á Đấy là khi mà tôi không thể thu thập đủ bằng chứng và ảnh hưởng của nó vừa trọng yếu mà vừa lan tỏa. Đây ạ, mình sẽ biết là bởi vì với các cái vấn đề đó chúng tôi đã phải đưa ra ý kiến là từ chối đưa ra ý kiến. Đúng không ạ? Bởi vì chúng tôi không đủ We have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence. Không ạ? Chúng tôi không thể thu thập được bằng chứng đầy đủ đúng và đầy đủ đúng không ạ để đưa ra ý kiến kiểm toán được chưa rồi ạ bốn loại ý kiến này mọi người có thấy dễ hiểu không ạ có ai có câu hỏi gì không ạ Rồi, mình còn một phần nhỏ nữa thôi ạ, là hết phần ý kiến. Đấy là phần emphasis of meta paragraph là vấn đề cần nhấn mạnh. Emphasis of paragraph là đoạn văn mà mình đưa thêm vào và bao giờ cũng dòng thêm một cái câu đấy là không nhằm phủ định ý kiến nêu trên. Nghĩa là tôi viết thế thôi nhưng mà ý kiến của tôi ở trên vẫn còn nguyên một người nhớ cái báo cáo vừa nãy của Fit không ạ. Đấy ạ, à, không nhằm phủ định ý kiến nêu trên thì chúng tôi uh, chỉ muốn người đọc chú ý đến thêm một phần nữa thôi. Đấy ạ, à, thì đấy chính là vấn đề cần nhấn mạnh nhé. Uh, không nhằm ý kiến nêu trên có nghĩa là tôi vẫn bảo lưu cái ý kiến của mình, được chưa ạ? Đây ạ. một số tình huống mọi người phải đánh dấu phần này lại, đây là phần mọi người phải nhớ ạ. Bởi vì đi thi người ta sẽ hỏi là trong tình huống nào thì các bạn cần có emphasis of matter paragraph. Những cái tình huống nào thì chúng ta cần phải đưa ra phần đề cần nhấn mạnh. Một là những cái sự kiện liên quan đến future outcome mà không chắc chắn. Ví dụ như là đấy, ví dụ như là cái vụ kiện này, đúng không ạ? hay là các cái uh, lệnh phạt có thể có, tôi không biết chắc chắn là có hay không đúng không ạ? Nếu như tôi yêu cầu họ, họ cũng thêm minh rồi ở trên báo cáo họ cũng thêm minh rồi, nhưng mà tôi thấy là nếu mà cái việc này mà xảy ra thì nó ảnh hưởng rất là lớn để báo cáo, vì thế tôi đưa nó vào uh, emphasis of matter paragraph vấn đề nhấn mạnh, dạng đấy là issue đầu tiên, đây là vấn đề đầu tiên mà chúng ta hay gặp. Vấn đề thứ hai là các cái sự kiện sau kỳ. Đúng không ạ? Bởi vì à, chúng ta hôm nọ mình học mình đã biết rồi là trách nhiệm của kiểm toán viên ấy thì rất là dài. Cho nên là nếu như hôm nay tôi dừng kiểm toán rồi mà bảo là tôi hết trách nhiệm thì cũng không đúng. Đúng không ạ? Nên là nếu mà nó có những cái sự kiện sau kỳ thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đấy. Cái thứ ba để làm nói về các cái early application of new accounting standard. Ví dụ như Việt Nam ấy ạ. Ví dụ như là bây giờ mà mọi người làm báo cáo thì có thể đây là cái năm mà chúng ta gần như là có một số nơi thì chọn năm 2022 sẽ là năm đầu tiên áp dụng IFRS. Thế thì năm 2021 này sẽ là năm cuối cùng áp dụng VAS thì nó là một vấn đề cần nhấn mạnh bởi vì từ năm sau ấy, khi mà chuyển đổi sang hệ thống IFRS thì số liệu nó có thể thay đổi quy trình quản lý cũng có thể thay đổi đúng không ạ vậy thì mình sẽ phải đưa vấn đề gì ạ cần nhấn mạnh để người đọc người ta biết là đến sang năm là người ta sẽ đọc một cái báo cáo theo một cái format khác bởi vì lúc đấy là đã đã, đã um, hạch toán nhiều ES rồi, dạ. Yeah. rồi một cái nữa đấy là ở bây giờ catastrophe that has uh, continue to have a significant effect chúng ta có những cái sự kiện hoặc là chúng ta có những cái gọi um, là gì nhỉ um, thay đổi mà nó ảnh hưởng đến báo cáo tài chính ví dụ như là kiểu có những cái Uh, ví dụ như bệnh dịch vận đợt này này là một cái major catastrophe đúng không ạ và nó có ảnh hưởng đến entities financial position nhưng uh, công ty vẫn hoạt động bình thường đúng không ạ thì chúng ta cũng sẽ phải đưa cái cái ảnh hưởng của dịch bệnh ảnh hưởng của thiên tai vân vân những cái bad effect như thế lên cái vấn đề cần nhấn mạnh rồi một cái nữa đấy là những cái mà uh theo chuẩn mực thì không được nhưng mà theo luật thì lại có hoặc là ở trong luật người ta yêu cầu đúng không ạ ví dụ nhá ví dụ ở việt nam là mình có cái quy định mà translate không phải translate thì không đúng nhưng mà là trình bày ví dụ như các công ty người ta hay trình bày bằng đồng ngoại tệ ạ hay toán với đồng ngoại tệ ạ để tránh chia gì giá thế nhưng mà ở việt nam ạ thì mình sẽ có một cái động tác đấy là chuyển cái báo cáo tại thời điểm cuối năm từ cái đồng ngoại tệ đấy sang đồng Việt Nam đồng. Và cái cách mà người ta chuyển đổi cái báo cáo đấy ấy, thì không giống như chuẩn mực. Đấy ạ, à, đấy là lý do vì sao mà chuẩn mực thì hướng dẫn một đằng nhưng mà chúng ta lại có quy định riêng trong phần đấy. Quy định riêng của mình rất là easy đấy là chúng ta sẽ nhân bục một cái với cả cái tỷ giá cuối kỳ thôi. Trong cái đó nếu mà các bạn đã đọc chuẩn mực IAS 10 thì các bạn sẽ biết là để có thể uh, translate được một cái báo cáo ấy ạ à, thì chúng ta phải, ví dụ như revenue và expense là chúng ta phải lấy tỷ giá tại ngày phát sinh cái giao dịch mua hàng và bán hàng đấy. Thấy không ạ? Mà nếu như thế thì một năm có 365 ngày, cũng là 365 ngày, 365 lần thay đổi tỷ giá thì sẽ ngồi rất là mệt đúng không? Thế nên cái Việt Nam thì mình có một cái cách sáng tạo hơn là ra một cái thông tư riêng lẻ và cho phép là với các cái đơn vị mà đang hạch toán bằng đồng ngoại tệ thì sẽ nhân, với tỷ giá cuối kỳ đối với phần tài sản và phần phần công nợ thấy không ạ chứ không phải là theo từng ngày phát sinh ra nữa rồi đấy ạ à, đấy là những cái vấn đề gì có thể include vào an emphasis of matter paragraph một đoạn nữa là đoạn other matter paragraph là cái đoạn vấn đề khác như mình vừa mới nhìn thấy ở báo cáo của fit ạ là người ta chỉ nói một cái vấn đề khác không rất không liên quan gì cả đấy là vấn đề năm ngoái tôi không kiểm toán hôm nay thấy không ạ đấy ạ thì mình sẽ nhìn thấy là uh, các cái other matter paragraph này một là để mọi người hiểu hơn là báo cáo của tôi báo cáo kiểm toán của tôi năm nay là báo cáo đầu tiên hay là uh, báo cáo này chỉ phục vụ cho mục đích gì có những cái báo cáo ấy, ạ. ví dụ như là có những cái báo cáo chỉ phục vụ mục đích cho một mục, mục đích cố định ví dụ như là kiểm toán riêng phần vốn chẳng hạn để phục vụ cho khách hàng đi uh, đấu thầu đấy chỉ có riêng vốn thôi thì tôi cũng đưa vào cái vấn đề khác là báo cáo này chỉ phục vụ cái việc là kiểm toán vốn và cho khách hàng tham gia cái gói thầu ABC EZ gì đó được chưa? hoặc là uh, có nhiều loại báo cáo ví dụ như là other report là đây là chúng tôi đang kiểm toán theo báo cáo AFS nhá nhưng mà công ty này còn một hệ thống báo cáo theo VAS nữa thế ngoại để cho người đọc người ta biết là ngoài cái khu kiểm toán này ra thì còn có những cái vấn đề gì nữa đấy ạ kỳ trước được kiểm toán bởi kiểm toán viên khác đúng không ạ hoặc là kỳ trước không được kiểm toán cho nên chúng tôi không thể đưa ra ý kiến đối với cả số đô kỳ chẳng hạn đúng không đấy ạ thì đấy là những cái loại những cái những cái dòng mà có thể uh, xuất hiện ở trên báo cáo cái phần này thì không quan trọng lắm uh, cái phần uh, matter to be communicated thì không quan trọng lắm bởi vì nó sẽ liên quan đến trách nhiệm của của ban giám đốc rồi đúng không ạ rồi Thế thì bây giờ mình nhìn thấy nốt một cái nữa là Key Audit Matters. Key Audit Matters là những cái vấn đề trong kỳ mà mình đã nhìn thấy. Và mình đã trao đổi với cả ban lãnh đạo rồi. Đúng không ạ? Những cái chỗ mà high risk vân vân ạ. Thì Key Audit Matters này nhá là không xuất hiện ở trên báo cáo mà nó sẽ xuất hiện ở cái phần điều chỉnh ấy ạ. Nghĩa là chúng ta sẽ đưa ra Key Audit Matters sau đấy chúng ta tiến hành điều chỉnh thì chúng ta sẽ ra được cái cái list ở bút Tán điều chỉnh. Được chứ ạ? Đó, thì mọi người sẽ nhìn thấy rằng là đây là toàn bộ các cái bài mà mình cần phải học về ý kiến kiểm toán đúng không ạ? Để mọi người có thể đưa ra được uh, cái giải thích là tại cái tình huống này thì chúng ta sẽ phải đưa ra ý kiến kiểm toán như thế nào đúng không ạ? Và mọi người học cho chị cái bảng này kỹ chứ để biết được các tên các loại ý kiến đúng không ạ? Và cũng đồng thời là cũng biết là trong cái tình huống này thì ý kiến của nó sẽ là gì. Đây, bây giờ mình sẽ xem thử một cái bài. xem xem là người ta hỏi như thế nào này mình sẽ xem ngay cái bài vừa mới thi gần nhất nhá này cái bài này mình làm rồi đúng không ạ đây ạ à, cái bài um, scenario 3 này là các bạn làm rồi này bán bán đồ ăn cho chó mèo ấy đấy nó có cái um, một nhãn hàng mới gì đó này lại lại đấy, 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 kiểu như vậy Thì sau đấy nhìn câu hỏi nhá câu hỏi đầu tiên là mình đã làm rồi là chúng ta sẽ làm thu thập các bạn đã xin lỗi thực hiện các thủ tục kiểm toán liên quan đến inventory valuation đúng không sau so, Receivable, đúng không hôm mình học về thử phải thu đúng không Đấy, bây giờ mình sẽ có tiếp một cái câu hỏi này nữa đây ạ bây giờ gần xong kiểm toán rồi the audit team is satisfied that the legal claim received today has been appropriately reflected in the financial statement cuối cùng thì cũng xong hết rồi nhưng Perfect lawyer has advised you that it is possible that significant additional legal claim may be made by customer in future in respect of the contamination. The engagement partners confirm that this is a contingent liability required disclosure. Nghĩa là cái rủi ro nó vẫn chưa hết đâu nên là tôi vẫn nghĩ rằng nó có một cái contingent liability và phải thuyết minh bởi vì khả năng xảy ra của nó chỉ dưới 50% thôi nhưng mà theo cái chuẩn mực về 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 contingent liability contingent asset ấy, thì như thế là vẫn phải thuyết minh đúng không ạ? Và uh, ông finance director thì đồng ý là thuyết minh một số các cái thông tin về cái potential claim. Nhưng mà chúng ta như là auditing thì chưa chưa confirm là thuyết minh như thế là đầy đủ hay chưa? Ok chưa Vậy bây giờ câu chuyện của các bạn đấy là Discuss the issue Trao đổi về vấn đề này Và ảnh hưởng của nó Lên ý kiến kiểm toán Trong trường hợp nhé Là thuyết minh của họ là đúng hay là không đúng Thấy không ạ Nhưng mà các bạn có 5 điểm Các bạn sẽ phải nói những cái gì Thứ nhất là các bạn sẽ phải nói về việc là Nếu mà cái thuyết minh của họ đã là đúng rồi Thì đây sẽ là vấn đề về gì ạ Emphasis of matter paragraph đúng không ạ nếu mà đúng rồi thì ý kiến kiểm toán của chúng ta không bị thay đổi đúng không ạ thứ nhất là mình phải nói được nhiều điều đấy thứ hai là mình phải nói được là bởi vì nó đúng rồi cho nên mình sẽ refer đến cái thuyết minh đấy để đưa lên emphasis of matter paragraph thế okay, chưa là các bạn đã được hai điểm rồi cái thứ hai là các bạn sẽ nói đến việc là trong trường hợp nó không đúng nó không đúng thì sao thì thứ nhất là chúng ta sẽ yêu cầu chúng ta sẽ phải trao đổi với khách hàng là để điều chỉnh lại cái disclosure đấy như kiểu là các bạn viết ra ấy, đó thì sau này yêu cầu họ điều chỉnh trường hợp mà nó không đúng mà mình được yêu cầu điều chỉnh yêu cầu điều chỉnh là điểm thứ ba nhé trường hợp mà không đúng yêu cầu điều chỉnh mà họ có điều chỉnh họ điều chỉnh theo kiểm toán thì không ảnh hưởng gì đến loại ý kiến kiểm toán cả mà chỉ bổ sung vào emphasis of matter paragraph thôi được chưa ạ nhưng trường hợp là họ chuẩn bị tiếp minh không đúng họ viết thuyết minh không đúng mình sửa mình đề nghị điều chỉnh cái thuyết minh đấy nhưng mà họ lại không nghe bởi vì họ lại không đồng ý với cả cái mình sửa thì lúc đấy là gì ạ lúc đấy sẽ là disagreement đúng không ạ và ý kiến kiểm tra của chúng ta có thể phải là ý kiến adverse thấy không ạ đấy ạ thì chúng ta sẽ phải nói được năm cái câu đấy để chúng ta biết được là cái issue này cái vấn đề này nó phải xử lý thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào đến audit report thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong tất cả các bài thi trong tất cả bài thi đều có câu này 5 điểm mặc dù cái phần này mình học vật học vã không nó chỉ có 5 điểm thôi đúng không ạ nhưng mà năm điểm này rất là dễ vì các bạn chỉ phải nói là trường hợp mà họ nghe mình họ điều chỉnh thì mình chỉ làm thế này thế này thôi ý kiến của mình sẽ là ý, ý kiến chấp nhận toàn phần nhưng mà mình sẽ gọi emphasis a matter paragraph được chưa? Thế còn trường hợp mà cái cái điều chỉnh của họ không đúng thì mình sẽ phải đưa ra bút toán để điều chỉnh hoặc là đưa ra các cái thuyết minh điều chỉnh trường hợp mà họ không nghe mình thì ý kiến của mình lại phải thay đổi không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần nữa mà sẽ là ý kiến gì ạ à? ngoại trừ ngoại trừ cái phần dự phòng cho cái vụ uh, kiện này thì các cái khác các cái khoản khác trên báo cái tài chính là trung thực hợp lý ok chưa mọi người nhớ ghi lại cái cấu trúc uh, Ví dụ như là các cái ý Đi theo trình tự như vậy Bởi vì là bài nào Các bạn cũng sẽ gặp Câu 5 điểm này đấy ạ Ok chưa ạ Rồi uh, Như thế là mình đã học xong Hết cái chương trình của mình rồi đấy Đã học hết tất cả Về lý thuyết rồi đấy Nên là chị thì chị sẽ nghĩ rằng Là chúng ta sẽ dành thêm Một uh, nửa buổi nữa Để Để thứ hai Mình làm Mình lướt qua Hết tất cả các cái câu 5 điểm này với nhau Và còn Có cả những cái câu Về going concern Và subsequent event nữa được chưa? Đấy là trong cái buổi học ngày thứ hai của mình thì mình sẽ làm hết tất cả những cái bài đó. Sau đó này thì mình sẽ chuyển sang là phần ôn tập đúng không ạ? Thì mọi người có cái issue gì hoặc là mọi người làm bài ở đâu, mọi người cảm thấy khó khăn gì thì mọi người cứ cứ chia sẻ cứ hỏi chị. Rồi ạ, trong mục tiêu mục đích của cái bài hôm nay mình nói về audit report thì mọi người có câu hỏi gì không ạ? không ai hỏi gì đúng không ạ? thế thôi ạ, không ai hỏi gì thì thôi mình nghỉ ở đây ạ, chị chuẩn bị học tiếp lúc 8 giờ. rồi cảm ơn các bạn nha.